Hôm nay mình muốn hướng dẫn cho các bạn về cái phương pháp lượng tử hai điểm mà có thể tự làm cho mình. Thực ra cái phương pháp này thì cũng rất là đơn giản và dễ làm, mà có thể làm ở bất kỳ mọi lúc mọi nơi, và đưa cái cơ thể của mình để về cái trạng thái tốt nhất, cảm nhận được những cái stress của mình nó sẽ đào thải ra và mình sẽ lấy lại cân bằng ngay lập tức. Thứ nhất là các bạn sẽ dùng cái bàn tay trái để cảm nhận đến một cái điểm nào đấy, và không mong chờ, không đòi hỏi gì, chỉ cảm nhận bằng cái đôi tay của mình, và đưa cái bàn tay trái vào một cái điểm nào ở trong cơ thể người, bất cứ điểm nào cũng được, không nhất thiết là phải đúng phải sai, chỗ nào cũng được. Sau khi mình đã chọn được cho mình điểm thứ nhất rồi thì bàn tay thứ hai sẽ tìm, bàn tay phải sẽ tìm cái điểm thứ hai, tích hợp lại những cái gì mình cần thiết: sức khỏe, hạnh phúc, sự giàu có, sự thành đạt, những cái gì bạn muốn tích hợp lại. Và bây giờ mình đang bị cúm thì mình muốn có một cái sức khỏe tốt để mình còn phục vụ cho những người khách của mình. Mình muốn có sức khỏe, mình muốn mình chóng khỏe lại. Và khi đã nhận được ở một cái điểm nào đấy rồi thì mình lại từ từ mình đưa vào cơ thể. Điểm nào cũng được, không nhất thiết phải đúng sai, mà bạn cứ để cho cơ thể mình thả lỏng. Cơ thể mình nó sẽ cử động, nó sẽ di chuyển vào những cái điểm nó muốn để nó cân đối lại. Nó cân đối lại những cái chỗ cần thiết, những nó phải, những cái chỗ điểm mà nó cần. Và không có cái gì gọi là đúng, không có gì gọi là sai cả. Và bạn cứ để cho nó xảy ra như nó cần phải xảy ra, và chỉ cần đón nhận nó với cái lòng biết ơn. Và đây là cái phương pháp lượng tử hai điểm để tự điều chỉnh cho chính bản thân mình, cho mình khỏe mạnh, cho mình hạnh phúc, hoặc là bất cứ một cái điều gì như mình mong muốn. Và với cái phương pháp này mình cũng có thể làm cho người khác, cũng với một cái nguyên tắc như vậy. Cái điểm thứ nhất mình đặt lên vai người ta, hoặc là một điểm nào đấy cái người mình cần mình điều chỉnh. Và điểm thứ hai mình sẽ tích hợp, tìm ở trong không gian những cái điểm nào. Và bàn tay, hãy tin tưởng vào cái đôi tay của mình, hãy tin tưởng vào cái bàn tay của mình, nó sẽ đón nhận, nó tích hợp lại và nó sẽ chuyển vào cái điểm thứ hai của người mà muốn ở trị liệu. Và sau đó bạn gửi lời biết ơn đến vũ trụ và quay trở ra ngoài cái vùng năng lượng đó, và hãy để cho nó xảy ra những cái gì cần xảy ra. Đấy là cái phương pháp rất là nhanh, rất là hiệu quả. Và nhiều khi người ta nghĩ rằng đấy là một cái trò đùa, nhưng cuộc sống này phải chăng cũng chỉ là những cái trò chơi để cho mình xuống trái đất này và mình chơi những cái trò chơi đấy như là một đứa trẻ, và sẽ khám phá ra rất nhiều điều thú vị. Chúc các bạn luyện tập được rất là tốt và thành công trong cái công việc của mình, thật là hạnh phúc.